Rồi tập trung nha. 2 2B, xin lỗi 2A. Đó là 3x cộng 2 phần 2 bằng 3x cộng 1 phần 3. Thì các bạn ở đây mình sẽ dùng kiến thức của lớp 7, đó là A phần B bằng C phần D. Khi và chỉ khi A nhân D bằng B nhân C, B nhân C. Được chưa? Thì đây là dạng phân thức mẫu khác không chưa ạ? Rồi, đây là dạng phân thức mẫu khác không chưa ạ? Rồi, vậy ba, các bạn chỉ cần nhân chéo đây nhân cho 3 và đây nhân cho 2. Vậy 3 nhân 3x cộng 2 bằng 2 nhân 3x cộng cộng 1. Sau đó các bạn, một là các bạn phân phối vào rồi các bạn chuyển vế, hai là sẽ chuyển vế rồi rồi phân phối. Đó là chuyển vế nha. Chuyển vế là đổi dấu trừ 2 3x cộng cộng 1 bằng bằng 0. Chuyển hết một vế rồi thì cái vế phải của mình là số số 0 nha mọi người. Rồi tới đây các bạn phân phối vào, không biết các bạn hãy bấm máy tính giúp đỡ. Được chưa? Trừ 6x trừ 2 bằng bằng 0. Rồi, 9 mà trừ 6 còn lại là 3x, 6 mà trừ 2 còn lại là cộng mấy à? Cộng 4. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai các bạn cố gắng comment giúp lại liền nha mọi người. Rồi chuyển vế đổi dấu nè, 3x bằng trừ 4, vậy x bằng nhân chuyển qua thành chia nè, vậy là trừ 4 phần 3, tương đương. Và các bạn kết luận vậy s bằng trừ 4 phần 3. Rồi, và các bạn hãy kiểm tra lại bằng máy tính cũng y chang như hồi nãy. Các bạn hãy bấm nè, để bấm phím màu đỏ các bạn bấm phím alpha, để bấm phím màu vàng các bạn bấm phím phím shift nha. Rồi các bạn bấm nè, ở on nè, phân số nè, 3 alpha x trừ xin lỗi cộng 2 phần 2 alpha bằng phân số 3 alpha x cộng 1 phần 3 bằng bằng, xin lỗi không phải bấm dấu bằng nha các bạn bấm shift son được chưa, rồi bằng. Và các bạn đợi đi ạ. Nó sẽ ra là trừ 1,333 mấy đúng không? Bấm ANS để lưu lại nè. Rồi bằng. Thì ra là trừ 4 phần mấy à? Trừ 4 phần 3. Vậy kết luận này, mình giải câu này đúng nha mọi người. Đúng. Ok chưa mọi người?